Hi guys, welcome back to my channel. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hứa Quốc Anh. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái thử thách khá là thú vị. Đó chính là thử thách make up bằng khẩu trang. Wow! Để coi hôm nay tôi có vượt qua cái thử thách này nọ này không hen. Thôi không dài dòng và lằng ngoằng nữa, chúng ta hãy bắt đầu vô luôn. Thì trên mặt của anh hiện giờ đã có một lớp dưỡng. Chúng ta hãy bắt đầu với foundation. Thì foundation hôm nay của anh đang xài là L'Oreal Liquid. Chúng ta sẽ lấy một lượng vừa đủ. Đó, chét ra. Xong chúng ta sẽ lấy khẩu trang để mà đánh nền. Hy vọng là sẽ ra hồn. Trời, lần đầu tôi làm cái thử thách này luôn trời. Không biết có gà hồn không nữa. Mà tôi tin là tôi sẽ làm được. Cái bước đánh nền này thì cũng không có gì phải khó khăn. Chỉ sợ cái bước kẻ chân mày với lại kẻ mắt. Sau bước đánh nền tiếp theo là tôi sẽ sử dụng che khuyết điểm của Anastasia Beverly Hills. Màu số 01, màu trắng nhất luôn. Tan ra một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng phấn phủ của MAC để phủ lên vùng trung tâm chữ T. Tiếp theo là tới bước đánh mắt, tôi sẽ sử dụng bảng mắt của MAC. Tôi sẽ sử dụng một màu nâu nhạt để mà đánh toàn bộ bầu mắt. Và mắt bên đây tôi cũng làm tương tự. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng màu nâu nhạt đó để mà đánh vùng dưới mắt. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng màu nâu đậm hơn để mà đánh sát chân mi. Kéo dài ra đôi mắt. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng bảng Morphe. Và đây là màu San Cuban để mà đánh phần giữa mắt. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành dán mí. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành dán bên còn lại. Tiếp theo là bước khó nhất trong challenge makeup hôm nay, đó chính là eyeliner. Và đây, tôi sẽ sử dụng một cây kéo cắt cái phần của cái tôi sẽ sử dụng cái phần này của cái khẩu trang và kết hợp với lại gel kẻ mắt của Tony Moly. Tôi sẽ lấy ra một lượng vừa đủ. Phần này phải hết sức là cẩn thận.
sẽ đá cái con đu trước. Sau đó tôi sẽ nối lại. Tuy có chút hơi sát sát nhưng không sao, tôi chịu được. Và tiếp theo, phần có mắt bên này cũng làm tương tự. Phần bên này hơi lem nhem một chút, chúng ta sẽ sử dụng che khuyết điểm. Tôi sẽ sử dụng che khuyết điểm Clio màu 05, tém nó lại. Sau đó tán nó ra một cách thật khéo léo. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng lại bảng màu mắt của mắt và phối màu nâu đậm và màu đen lại. Tôi sẽ đánh viền dưới của mắt. Và bên đây tôi cũng làm tương tự. Tiếp theo sẽ bấm mi với cây bấm mi Sumura. Nhưng no, bị sai cần step. Tôi sẽ sử dụng lại cây của cái khẩu trang kết hợp với lại cái hộp quẹt. Tôi sẽ đốt nó lên. Và sau đó tôi sẽ chuốt mi. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng mascara của Maybelline để chuốt liền, nếu không mi sẽ sụp. Tôi sẽ lấy cái cây của khẩu trang của lúc nãy. Chuốt lên. Sẽ cho một ít keo lên mi. Tiếp theo là bước kẻ chân mày, tôi sẽ sử dụng một cái màu đen. Khuyết điểm của cái cây này là kẻ mạnh sẽ hơi đau, nhưng ưu điểm là kẻ tới đâu là nét tới đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cuộn lại. Chúng ta sẽ lấy một cái màu nâu nhạt trong cái bảng này luôn. Một chút thôi. Và chúng ta sẽ đánh sóng mũi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cuộn lên thêm một cái nữa. Và chúng ta sẽ sử dụng highlight. Tiếp theo là phần khối, mình sẽ lấy miếng khẩu trang lúc nãy gặp lại.
chúng ta sẽ lấy một cái màu nâu nhạt. Vì đây là tông makeup tay cho nên chúng ta sẽ tạo khói hơi lớn một chút. Và tiếp theo chúng ta sẽ dặm ở một miếng ở phần xương quai hàm. Tiếp theo là phần má hồng, tôi sẽ sử dụng má hồng một màu cam da của MAC và kết hợp với lại một cái miếng khẩu trang này để gặp lại thêm một cái nữa. Dặm ở phần gò má, xéo lên thái dương. Bên đây cũng sẽ làm tương tự, dặm gò má, xéo lên thái dương. Tiếp theo là phần son, tôi sẽ che màu môi bằng che khuyết điểm của Clio. Cách này sẽ giúp màu son của chúng ta lên chuẩn màu hơn. Mày và mắt đã là điểm nhấn, cho nên tiếp theo tôi sẽ sử dụng một cái màu son nude da của Clio. Hey, và cuối cùng challenge này cũng đã xong. Thì kết quả cho ra thì khá là viên mãn, khá là ok, khá là hài lòng. Đây là thành phẩm kết quả. Thì hồi nãy mình có sử dụng lại cái bản màu ve trong khi lúc mà đeo phụ kiện, và đã sử dụng cái màu này đánh một cái eyeliner phụ. Mọi người thấy thế nào? Nếu mọi người cảm thấy video này hay ho và thú vị thì hãy cho mình một like và một subscribe để giúp mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay ho và thú vị cho mọi người coi nữa nhé. Bye.